Vâng, xin kính chào toàn thể các bác cùng quay trở lại với video chia sẻ về kính mắt tại kênh Kính Cổ Dũng Trần. Và trong video ngày hôm nay, em Dũng Trần sẽ mang đến cho toàn thể các bác yêu kính tại kênh một mẫu kính rất là chất và rất ít khi xuất hiện tại kênh. Và cụ thể trong video ngày hôm nay xin chia sẻ tới các bác một mẫu kính mang thương hiệu Parimiki, mắt giọt lệ, và phiên bản này được chế tác bằng vàng khối 18K Solid Gold các bác nhé. Và em xin nhắc lại đây là một mẫu kính rất hiếm, bởi vì mà dáng mắt dâm mà khung gọng vàng khối thì không phải ai cũng có thể chơi được và có dịp để mà lựa chọn cũng như săn cho mình để mà chơi. Và hầu hết những cây kính mắt dâm của chúng ta hiện nay đang chơi đang là những cây kính mạ vàng hoặc cùng lắm là bọc vàng thôi, phải không ạ? Đúng vậy, bởi vì những cây kính gọng vàng đúc mắt dâm rất là hiếm. Và đây sẽ là một cây kính hiếm mà thuộc khung gọng vàng khối 18K để các bác nhà mình có thể tham khảo. Và cụ thể đây là một cây kính mang thương hiệu Parimiki. Xin thưa các bác, một thương hiệu rất là nổi tiếng và rất quen thuộc đối với những bác nào yêu kính, đặc biệt là với những cây kính Nhật. Thương hiệu Parimiki là một thương hiệu chính hãng của Nhật Bản, là một trong những thương hiệu đầu bảng. Tuy nhiên thì với những cái khi các bác mà biết đến thương hiệu Parimiki thì thường sẽ là ở những cái form dáng vàng khối của gọng kính ba mảnh, gọng kính lắp mắt nhiều hơn. Còn những cái gọng kính mà giọt lệ mà của thương hiệu Parimiki này thì rất là ít, phải không ạ? Đúng vậy, thì đây là cái form dáng hiếm của nhà Parimiki, sản xuất không nhiều. Đó. Và hầu hết thì em Dũng Trần xin nhắc lại là hầu hết là những cây kính dâm thì đều sẽ là gọng mạ và gọng bọc nhiều thôi, còn gọng vàng đúc rất là hiếm. Và cây kính này sở hữu form dáng giọt lệ, nó giống với cái form dáng huyền thoại của nhà Ray-Ban Mỹ, đó là form dáng Aviator, form dáng giọt lệ hai cầu các bác nhé. Và đối với những cái form dáng như này thì rất là dễ đeo rồi. Cái form dáng này nó nhẹ nhàng, nó lịch thiệp và đeo lên nó có cái phong cách nó lãng tử. Đó, đó là cái form dáng của dáng giọt lệ, nó rất là dễ đeo các bác nhé, rất là dễ đeo. Đó, và hiện tại em Dũng Trần đang đeo trực tiếp lên trên khuôn mặt đây để các bác nhà mình có thể được ngắm về cái form dáng của cây kính này. Đó. Và cây kính này thì có cái size tổng thể, đó là size tròng 55, size cầu 16 và size chuôi 140. Đối với những bác nào mà đang đeo Ray-Ban Aviator size 58 ấy, hoặc những bác nào có khuôn mặt vừa và nhỏ thì đều đeo vừa với cây kính Parimiki này. Đó. Và hiện tại mặt em Dũng Trần không quá là nhỏ đâu, cũng là một khuôn mặt hơi to một chút đấy, nhưng size này em Dũng Trần vẫn đeo thoải mái và đeo rất là vừa vặn các bác nhé. Đó, nhìn bằng một cách khách quan là vẫn vừa luôn các bác ạ. Đó, size chuôi của cây này là 140 cơ. Đó. Và cây kính này thì em Dũng Trần thích một cái là rất là chắc chắn, bởi vì đây là một cây kính có cái bộ càng là bộ càng to bản các bác nhé. Rất là to luôn, bộ gọng vàng rất là to. Chúng ta gọi là bộ gọng càng đùi dế đấy. Đấy, rất là to bản và đẹp. Đó, kết hợp với đó là một bộ chuôi màu vân đá cũng rất là sang trọng, đi kèm với cái bộ chuôi vàng. Bộ chuôi này rất là chắc chắn các bác ạ. Và đây là một cây kính dáng căng cước các bác nhé. Tức là vành bên trên là vàng và vành dưới sẽ là được căng cước để đỡ cái bộ tròng. Đó, thì hiện tại cây kính này thì đã được trang bị một bộ tròng mắt nâu trà rồi và đeo rất là hợp và rất là sang. Đó, và ưu điểm của những cây kính căng cước thì nó sẽ nhẹ nhàng, bởi vì những cây kính này sử dụng bộ tròng Meca, nó rất là nhẹ. Đó. Và cây kính này thì rất là ngon khi kèm theo đó là cả chiếc hộp zin này và vẫn còn cả khăn. Cây kính này còn cả hộp và cả khăn zin các bác nhé. Với những cây kính như này thì thường thường nó sẽ sản xuất vào những niên đại khoảng 90-2000 và đã ngừng sản xuất rồi. Vậy nên là nó có cả giá trị sưu tầm trong đó. Và giá những cây kính này thì phải săn mới có chứ không có sẵn như những cây kính đời mới. Đó. Và cây kính Parimiki này em Dũng Trần xin chia sẻ tới toàn thể các bác với mức giá rất rất hữu nghị để các bác nhà mình có thể dễ dàng sở hữu. Cây kính Parimiki này em Dũng Trần xin chia sẻ tới toàn thể các bác với mức giá 29.900.000. Một cây kính vàng khối 18K mắt giọt lệ. Đó, trong cái tầm giá loanh quanh 30 triệu thì gọi là quá dễ dàng để các bác sở hữu rồi các bác nhé. Và với những bác nào mà tham khảo kênh của em Dũng Trần hoặc tham khảo những kênh khác, các bác có thể biết đối với những cây kính vàng khối 18K mang thương hiệu Parimiki thôi, dù bất kể ở cái form dáng nào mà với những cái form dáng đùi dế to như thế này thì không bao giờ dưới 35 triệu, đúng không ạ? Phải trên dưới 35 triệu một cây. Đấy là với những cây kính 3 mảnh. Đó.
Nhưng đây là một cây kính cũng gọng đồi dế và form dáng rất hiếm, là form dáng giọt lệ, form dáng mắt dâm. Giá chỉ là 29.900.000. Đây là một mức giá em Dũng Trần đưa ra có thể gọi là tốt nhất để các bác nhà mình có thể chơi và sở hữu với cái mức giá đó. Và các bác nào có yêu thích mẫu kính Parimiki dáng mắt dâm này và cần chơi cho mình một cây kính mang thương hiệu đầu bảng của Nhật, cũng như là một thương hiệu và một khung gọng vàng khối bền bỉ theo năm tháng, thì các bác có thể liên hệ với em Dũng Trần, inbox cho em Dũng Trần để em Dũng Trần có thể hỗ trợ các bác tư vấn cũng như giao lưu cây kính này. Một cây kính dâm vàng khối thì nó luôn luôn đẹp, nó luôn luôn cho chúng ta một cái vẻ đẹp bền theo năm tháng, nó luôn luôn sẽ là vàng thôi, nó luôn luôn cho chúng ta một cái vẻ đẹp có thể gọi là vĩnh cửu. Vâng, và rất cảm ơn toàn thể các bác đã theo dõi đến cuối video này. Và các bác đừng quên hãy ủng hộ kênh Kính Cổ Dũng Trần bằng cách bấm đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video tiếp theo cập nhật tại kênh Kính Cổ Dũng Trần. Và xin chào và hẹn gặp lại toàn thể các bác trong những video sau. Xin chào ạ.